有影嘅嘢吓。啲爆孔啊，爆影嘅，你爆都冇，就笨惨嘅嘢，就话都晕到。你爆我冇睇，爆影嘅嘢。cầu thủ này đang bị căng chân giữa, bị chuột rút chân giữa rồi anh em à, cho nên không thể thi đấu được nữa, đi còn không nói hai chân mà, quá tội nghiệp đó. Xe lại có một pha đá phải nữa rồi, như vậy là không tốt đâu, không tốt sức khỏe đâu, số bốn mà đá ra ngoài đi, mày ơi, đánh đá ra ngoài đi. Di Mạnh, lộn Xuân Mạnh đã bị đá ra ngoài đường biên. Di Mạnh, lộn Xuân Mạnh. Mở bóng. Lại sử dụng bóng bổng không được gì vậy tại á hay quá hậu ơi gì gì rồi trọng tài đã fucker quá nó fucker trọng tài fucker rồi đúng rồi những pha tình huống như thế này trọng tài phải fucker nhanh hơn nữa bởi vì mấy thằng Sira khốn nạn lắm chúng ta cần phải fucker nhanh hơn để cầu thủ chúng ta không phải giật mình hết hồn Canayan đánh đâu Quang Hải quá khéo Hải ơi, thổi kèn trọng tài ấy. Nó đạp em người tài ơi. Nó đá Quang Hải em kìa, dân đất. Bây giờ nó đá xấu mày đó. Hay quá Đức ơi. Cẩn thận em ơi. Nó đá xấu Đức ơi, cẩn thận đi. Nó móc giấy, nó móc nách em kìa. Nó móc nách dân đất của em, của tôi kìa ông nội ơi. Phá ra đi, đúng rồi. Hết giờ rồi. Có ai nào thủ môn nó chụp hồng chúng ta. Nó mà chụp hồng một cái là khốn nạn luôn đó nha. Anh em thấy còn một mình tôi bình luận hết 120 phút thấy chạy rồi đá đâu mày tôi vui quá nè bà tôi vui quá đi khàn tiếng không được nữa tôi vui quá quá vui một pha sút bóng tẹt ra ngoài một pha dứt điểm rất căng của số 17 là người mới thới vô sút bay ra ngoài quá hay anh em có thấy không còn chị đó bèo quéo bèo một pha dứt điểm quá hay của số 17 của Syria bèo quéo bèo quá mới ra ngoài rồi bèo quéo bèo không ha anh Đức một pha móc mũi lên quá đẳng cấp Việt Nam vô địch rồi. Tôi bị Châu Tinh Kỳ nhập rồi. Đang làm nếp nè. Bây giờ phải đi bảo nè. Tiểu muội à, đi hôn hả tiểu muội? Nhanh lên, nhanh lên. Nó bảo hết rồi, mình còn ở nhà nè. Đi nhanh lên. Bỏ cái camera vô đây nè. Mới được tặng của ly sứ. Cái ly sứ của Honda nè. Dục luôn. Lấy cái áo xe ông shop rồi. Nhanh đi tiểu muội. Bấm cái này nè. Đó, tôi đẹp trai không? Nhanh lên. Nhanh nữa lên. Nó hết bảo bây giờ. Mày ở nhà, đi vô đây gói thuốc luôn. Gói thuốc mới. Cái điện thoại Sony đang sạc pin lấy luôn. Nhanh lên. Hết giờ rồi. 10 giờ rồi nè. Nhấc cái đít lên. Tiểu muội. Cái xô này lấy chưa? Cái hộp quạt. Đóng cửa. Bệnh giáo rồi ạ. Đi. Nhanh lên. Hết giờ rồi. Hết bảo rồi, nhanh lên. Kêu ông nội mày. Đó. Nó đua xe kìa. Ây da. Mở cửa tiểu muội. Nhanh lên tiểu muội ơi.
Trễ giờ rồi. Tụi nó bảo xong rồi. Bảo đâu? Sao không thằng nào bảo hết vậy? Trời ơi, mày chớp cái gì? Mày chớp cái gì? Hả? Được rồi, thuốc đây. Bỏ đây rồi. Bỏ trong đây rồi. Đóng lại đi. Mày giờ đi ra quận 1 coi tụi nó bảo nè. Để coi gặp thằng nào đầu tiên. Thằng nào đi bảo chạy theo. Mọi người đang đổ về quận 1 rất là đông, rất kinh bồi, đủ thứ hết. Trời đâu, sao tụi mày đi bảo mà tụi mày không mang cờ? Ai biết tụi mày đi bảo? Thì dạ, bây giờ là 10 giờ mà đông như vậy là chỉ có đi bảo thôi. Tiểu muội à, tiểu muội cứ sờ vú hoài vậy sướng lắm á. Gáp à, Việt Nam vô địch rồi. Nghỉ chạy đi, nghỉ chạy đi Gáp, đi bảo đi. Đùa kìa, nó đòi đùa với tôi kìa. Kìa, đoàn bảo kìa. Thấy rồi. Ôi trời ơi. Việt Nam lại tốn mấy ngàn lít xăng nữa rồi. Việt Nam vô địch đó mà. Trời kìa, taxi treo cờ rồi kìa, cầm cờ kìa, cái gô việt màu đỏ kìa. Ơi ơi, con chó không đi bảo kìa. Treo cờ kìa, làm cờ kìa mà không thằng nào la hết. Trời kìa, đó, trời quá trời luôn. Mày từ từ, Việt Nam tao đang vô địch đó. Trời đất mẹ ơi, tao đụng mày bây giờ thằng quỷ. Việt Nam vô địch nè, gạt xe chết mẹ luôn nè. Tôi đi vô bãi kẹt xe cho nó kẹt xe chơi nè. Tự nhiên Việt Nam thắng, bị câu tinh chỉ nhập luôn. Đồng quá đi. Quay đi, bảo đi. Em đừng xếp cởi áo đi. Cởi đi em. Hưởng ứng đi em. Cởi đi. Quơ mạnh lên. Đúng rồi. Quơ mạnh lên. Quơ đi. Quơ đi. Tôi đi một vòng Hàm Nghi. Trời ơi, bán một cây cờ lời 100 ngàn. Sao thúi vậy? Trời ơi, sao bự vậy? Quơ đi, quơ mạnh lên. Quơ nữa đi. Mày quơ nhanh lên. Trời ơi, chụp tao nè. Chụp tao nè. Chụp đi.
Rách trình môi kìa. Rách trình môi kìa. Đông kìa. Việt Nam, miền Nam. Trời ơi, nó đem đồ ăn gà nó chơi luôn kìa. Thằng lồn, biết tài quá. Móc đầu. Việt Nam vô địch là phải móc đầu. Sao không mặc áo vú vô vậy hả? Sao không mặc áo vú vô? Bị bão nó bớt cho banh sát bây giờ. Trời ơi, cái quần đâu? Bị bão mà mất khỏe áo vú với cái quần luôn. Chơi bây giờ đâu, ghét ngàn đâu, giờ ép yếu đâu, ép đâu đi, cái trời này không có ép rồi, tẹp tẹp, tẹp, tẹp tẹp, cởi áo cởi quần gì không, làm đại đi. Cho tôi coi với. Nó đứng luôn rồi. Tôi quay lại. Tôi leo lại. Tôi quay lại luôn. Nó đứng luôn rồi. Mấy thằng quỷ sứ không cho tôi chạy. Bẹt bẹt bẹt. Bẹt bẹt. Bẹt. Quay đi. Trời ơi, cái thằng kia nó đem trời đám ma. Trời, tao quay lại. Tao muốn về nhà. Tao muốn về nhà. Đi ra đi ra. Đi ra đi ra. Đi ra đi ra. Đi ra đi ra. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mày coi clip nha. Đâu đẹp. Này chồng
trời mẹ ơi, tụi mất ỉa mẹ, tụi mất ỉa, giờ tôi mới chạy về tôi ỉa, giờ tôi đi vào tiếp đây. Tôi sẽ làm cái chủ đề gái mùa bão. Rồi chúng tôi đi về, chúng tôi ỉa, chúng tôi ra tiếp vậy nha. Tạm biệt mọi người, nhớ đăng ký kênh để theo dõi gái mùa bão nha.